Trời ơi, tao muốn không làm mà vẫn có ăn. Cụ thể tao muốn một ad free đó. Rồi hả, nếu muốn cuốn ad free thì tao có một kênh hay cho mày nè. Đó, Cairo.vn đó mày. Nơi này tặng ad free mà còn có tem kiếm Yoru. Siêu xịn như mày. Vậy hả, sao giờ mày mới nói? Để tao đi xem ngay để nhận được cái Yoru mới được. Ok, và trước khi vào video thì anh em kéo xuống cho mình một subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ mình nha anh em. Chúc mình xem video vui vẻ.